trong chiếc áo dài Việt trăm năm mãi mãi và cũng xin thưa với họ nhà trai rằng là cháu với gái nhà tôi thì trẻ người non dạ chưa biết gì lắm, thì nói chung là nhờ bên gia đình và họ nhà trai cầm tay chỉ việc và bảo cho các cháu được tốt lành mọi vấn đề và để cho các cháu trở thành dâu hiền của gia đình. Tôi cũng không biết nói gì hơn, nhân dịp cũng đầu xuân năm mới tôi xin thay mặt họ nhà gái xin chúc quý vị đại diện cho nhà trai một sức khỏe dồi dào và thành đạt trong cuộc sống. Thưa phó mẹ thông tin, anh gia đình, ông họ mẹ ngoại, thưa thằng bà phá, chú thính, thằng thân họ, thằng mẹ thằng ngoại, thằng mẹ là thằng mẹ gần đây, giờ đây, thằng gia đình rất là vinh hạnh, và mình là một lan lùa mà rất là đường anh gia đình, ở tầm trung nắp nữ, trong vạn, ngồi, là ở tầm thế, tầm trong vạn, là tầm trong lan, ăn tại chứ phải chứ vào xuống thế hết kinh nguồn đi rồi mong muốn là trong tương lai mình lăng cần kẻ mà gà tắm xuống mắt con đàn con đang rất là vinh hạnh những một cái tin mới chúc cho mọi người đang chúc thằng con tặng người ngoại một cái đây chúc gia đình gần đây thêm một cổ thêm xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đắp bền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tình.
chiếc nhẫn thiêng liêng cho ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Dàng tin say đắm với tình yêu, từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Oh,
hòn em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa em vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nằm say bên nhau tình yêu ngất ngây. Trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Ha 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 ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa em vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng. Yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Diệu kỳ, nó luôn đánh lời nhất thế gian, nó đã đến cho cuộc sống nhiều sắc màu thêm tươi đẹp, cuộc sống với những bộn bề lo toan, thế nhưng nửa vòng xoáy của cuộc đời vẫn còn nằm nguyên hai tâm hồn rất là trẻ trung và yêu kiều, còn một chàng trai lịch lãm đẹp trai và một người con gái xinh đẹp dịu hiền hết mai được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất đại ngàn cao nguyên của tỉnh Đắk Nông, huyện Chư Rút, xã Epo và xã Đắk Quên. Đây cũng chính là một mối tình trăm năm của chú rể Đức Phong và cô dâu Bích Điệp. Và kính thưa quý vì cách đây thời gian cũng không chỉ tạo điều kiện của chính quyền địa phương xã Epo, và trong buổi trưa ngày hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2019, nhân ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, gia đình quý bà Hoàng Thị Dành tại thôn Hợp Thành, xã Epo chúng tôi long trọng tổ chức lễ tân hôn dành cho người con trai yêu dấu của mình, lập bề gia thất nên mối tơ duyên vợ chồng cùng với này cô dâu Bích Điệp của con quý ông Nông Văn Tuyển và quý bà Vương Thị Hiên tại thôn 2 xã Đắk Quên. Và đây cũng chính là chủ đề chính thức mà ban tổ chức chúng tôi xin được ra mắt tới toàn thể quý vị qua các nghi thức đầu tiên của buổi lễ tân hôn tiệc cưới trong ngày vui hôm nay. Và với sự tràn đầy đó, tràn đầy yêu thương, quý vị đâu ạ, chúng ta hãy nở lên những nụ cười, những tầm xuân quả bóng nhựa hoa hạnh phúc. Và để rồi chúng ta cùng dành cho trong gia đình chúng tôi một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt để cho lễ tân hôn tiệc cưới xin phép được bắt đầu. Có cuộc vui nào vui hơn, khí tiết trong sắc trời hồng, ở đây có cuộc tân hôn đồng nàn qua đây không để cho quý vị, quý cô chú anh chị chúng ta phải chờ đợi. Xin mời tất cả toàn thể quý cô chú anh chị em chúng ta cùng hướng tầm mắt nhìn của mình về cổng hoa hạnh phúc của gia đình chúng tôi.
cùng với này viên ảnh áo cưới nhiếp ảnh gia Camilla Hoàng Ngân, đồng hành đến này ban lễ tân của gia chánh Quyết Nhung. Xin được nâng đôi gót chân hồng của đôi tân nương tân nương, đó chính là hai bông hoa đực lợi nhất, hai vì sao sáng nhất trong bầu trời hạnh phúc. Và xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay chào đón và bà cô dâu bích điệp thì được ví von như trăm ngàn đời hoa trong mùa xuân, như tia nắng chứa trang trong mùa hạ, như tiêu ngả ngạt quả bùn hoa sữa trong mùa thu. Và giờ đây họ quyền chung sức chung lòng, chung trang chung chiếu, chung phong chung màn, chung muôn đời thở tiếng thang, hai bông hoa được đỡ nhất, hai vì xa sáng nhất trong bầu trời hạnh phúc. Và đó chính là cô dâu bích điệp và chú rể Đức Phong quả yêu hạnh phúc trăm năm của đôi trẻ của gia đình chúng tôi hôm nay đây, giờ phút này đây. Quý vị chúng ta đang được chiêm ngưỡng với hai vẻ đẹp này và qua đây được ra mắt tới toàn thể quý vị. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và kính mời cô dâu hiền chú rể Thảo chúng ta cùng chụp hai nơi. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thân thân đồng nhiệt để chào đón sự cúi đầu, xin được ra mắt chèo. Vâng, xin chào chào và cảm ơn sự ra mắt của chú. Mẹ chất chiêu từng dòng sữa đầu đời để nuôi con khôn lớn, và cho đến ngày hôm nay đã đến tuổi trưởng thành và đi xây dựng hạnh phúc riêng tư cho bản thân mình. Đây không phải là trách nhiệm và bổn phận, đây chính là niềm vui nhân đôi, niềm vui hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Đã được đón nhận những tấm thiện tình của quý vị. Kính thưa quý vị, và qua đó tất cả chúng ta có thể nói rằng đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai gian khổ bằng. Đến từ gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng và kính mời viện ảnh áo cưới nhiếp ảnh gia Camilla Hoàng Ngân chúng ta làm nghi thức tiếp đón gia đình họ nhà trai. Xin mời. Dạ vâng, xin mời gia đình họ nhà trai chúng ta cùng tiếp cận lên lâu đài hạnh phúc của hai con mình. Ta kính mời sự nhiệt diện của gia đình họ nhà gái kính yêu đến từ xã Đắk Quyên, xin được trân trọng và tôn vinh quý ông Lộc Văn Tuyền. Và kính thưa quý vị thân mến, do điều kiện công việc gia đình cho nên là bà Vương Thị Hiên là thân phụ mẫu của cô dâu Bích Điệp không thể hiện diện ra mắt tới quý vị được. Và qua đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và kính mời sự hiện diện của một người bác gái trong gia đình, và với sự đồng hành, sự hiện diện của vị trưởng đoàn, vị đại diện đến từ gia đình họ Ý, con bồng trên tay. Và với sự hiện diện thật là đầy đủ của hai bên gia đình nội ngoại chúng tôi, chúc mừng xin mời. Vâng, và xin cảm ơn tất cả toàn thể các cô chú và anh chị em gia đình với toàn thể quý vị. Quý chị là những vị khách đặc biệt của hai bên gia đình chúng tôi tại trung tâm phòng cưới của gia đình quý bà Hoàng Thị Dành tại thôn Hợp Thành, xã Epo. Giây phút này đây, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nhận có sự bày tỏ ngọt ngào nhất đến từ vị đại diện của gia đình họ nhà gái kính yêu. Vâng, và qua đây xin được trân trọng và được kính mời. Một năm mới an khang và thịnh vượng. Vâng, kính thưa quý quan viên anh họ, kính thưa quý của ông cụ bà, kính thưa các cô dì chú bác gần xa, và kính thưa các vị khách quý cùng bạn bè nam nữ có mặt trong lễ ngày tân hôn hôm nay. Vâng, phải nói rằng là trải qua một thời gian giữa Đức Phong và Bích Điệp yêu nhau và tìm hiểu nhau và quyết định sống với nhau trọn đời, vậy hôm nay chọn ngày đẹp tháng tốt, hai bên gia đình tổ chức lễ hạnh phúc trăm năm cho con cháu. Tôi đại diện cho họ nhà gái đưa cháu gái về đây để ra mắt họ nhà trai, và kể từ giờ phút này cháu gái của nhà tôi sẽ trở thành cô dâu Thảo Hiền của họ nhà trai bên này. Và không biết nói gì hơn, kính chúc cho tất cả các quý vị trong hội trường hôm nay dạy dỗ con cháu tôi khôn lớn để thành cô dâu Thảo Hiền của gia đình, và chúc cho tình thông gia mãi mãi bền đẹp và trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Không biết nói gì hơn, tôi xin kính chúc các quý vị trong buổi chiều hôm nay một lời chúc thật đẹp và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Xin chào, cảm ơn. Vâng, và vỗ tay quý vị. Thưa quý vị khách quý, hôm nay gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu với sự hiện diện của quý vị khách quý là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình, và cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của hai cháu. Tôi chẳng biết nói gì, nhân dịp đầu xuân năm mới chúc quý vị dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Chúc quý vị một buổi trưa thật là ngon miệng. Chúc tình thông gia mãi mãi bền chặt. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đạt tấn tài tấn độc mà chúng ta làm ăn thì tiền vào cửa trước và vào cửa sau, và tiền vào anh cũng còn son. Giờ đây ta đã là con một nhà. Và đây xin cả trân trọng kính mời cô dâu hiền chú rể Thảo. Yeah.
đúng là bánh này thì ngoài trắng trong hồng, mà tình yêu của chú rể Đức Phong và cô dâu Bích Điệp thì đẹp như là ánh bình minh. Kính thưa chinh phục quan đỉnh cao của hạnh phúc, xin mời. Anh mất yêu thương, anh chào rất xa vời. Anh ra khi mà tôi có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Sẽ giữ con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu buồn phiền trong anh biến tan. Em như luôn tràn đầy yêu không hoang thang. Chỉ cần em vui đối với. Sử dụng quà thầy mẹ hai bên gia đình. Bấy lâu nay đã cho chúng con đây. Xin được trân trọng và kính mời hai em cùng là dân những đi điều tình, đi điều hiếu, đi nghĩa. Đi con tâm mãi chung ơi. Và hạnh phúc trăm năm. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Và xin được trân trọng và kính mời hai em chúng. Thank you.
thiết tha nồng say. Người em yêu ơi yêu hỏi nhé, con tim chờ mong, hồn nhiên con tim mộng mơ, cho em giấc mơ thần tiên cùng anh bay trong niềm. Love.
Nam phải nói rằng là cuộc vui nào đến cõi đức tàn. Tôi cũng thay mặt họ nhà gái là cũng cảm ơn huy nhà trai đã đón tiếp đoàn nhà gái chúng tôi một cách thật nhiệt tình và nhiều bia nổ như pháo, và chúc là mừng hạnh phúc của hai cháu, vì tất cả là hai cháu, cho nên là thôi đến giờ phút này đoàn nhà gái chúng tôi cũng xin phép ra về. Chúc các quý vị ở trong hội trường hôm nay tiếp tục giàu và tiếp tục vui và vui cho hết ngày hôm nay. Vâng, xin chào cả bạn. Một lời đầu thay lời cho phái đoàn hội nhà trai, xin cảm ơn sự có mặt của phái đoàn hội nhà gái đã đưa con gái cháu gái đến với gia đình hội nhà trai chúng tôi hôm nay, và đến để chúc mừng lễ thành hôn của hai con hai cháu. Tôi không biết nói gì hơn thay mặt hội nhà trai. Anh sẽ vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì
thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi.